Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki Gaming. Bạn có thắc mắc về Free Fire, comment một câu và có thể mình sẽ trả lời bạn vào cuối video này hoặc là video sau nha. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Gaming. Không biết hôm nay thứ hai anh em đi học đi làm về có mệt mỏi không? Đấy, hôm nay học tập hay là làm việc nó có gì niềm vui nỗi buồn gì không? Đấy, nhưng mà ví dụ như với tôi thì ngày nào tôi cũng làm video. Đấy, thế nên là ngày nào tôi cũng thấy vui anh em ạ. Ok, hôm nay thì mình phát hiện ra ấy là cái tài khoản phụ của mình ấy nó có một cái sự kiện như thế này, săn sale bí ẩn giảm giá HH súng nâng cấp. Đấy, và giảm giá huy hiệu súng nâng gấp phê thật sự. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái này anh em ạ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái vụ này. Đấy, không biết là anh em đã từng nhìn thấy cái vụ này chưa, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái vụ giảm giá huy hiệu nâng cấp săn sale bí ẩn này. Đấy, nó ảo nào nhỉ? Và trông nó cứ ảo ma Canada Venezuela nhỉ. Có anh em nào từng mở ra cái này chưa? Đấy, trông nó khá dị anh em ạ. Và trông nó hay. Đấy, trông nó xịn xịn. Đấy, trông nó xịn cho con bò. Xịn sò con bò luôn. Đấy. Úi ta, vào đây huy hiệu tia chớp bên fan ở Team Flash bên Liên Quân à? Fan ở Team Flash bên Free Fire. Trời ơi. Và huy hiệu tia chớp này là của cái khẩu X18, cái khẩu nâng cấp cùi nhất. Tại sao lại không phải là rồng xanh? Tại sao không phải là cá mập đen? Tại sao không phải là súng khác? Và tại sao lại là khẩu này? Trời ơi. Và nhưng mà dù sao thì với những anh em mà có súng nâng cấp thì nếu mà chẳng may đây mà là mãng xà hay là cái gì đấy thì lại ngon. Đấy, và 90 kim cương mua được 10 huy hiệu này, 255 mua được 30 huy hiệu và 400 kim cương mua được 50 huy hiệu. Đấy, giảm giá 20%. Nói chung là cái săn sale bí ẩn này trông thì có vẻ rẻ mà thực tế nó lom rom. Đấy, trông thì có vẻ tưởng là rẻ mà thực tế nó lom rom anh em ạ. Và trông nhố nhăng vai. Và lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái này đấy. Đấy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái này. Không biết là có anh em nào cũng có nhận được cái này giống như tôi không. Trong mua sản có 100 kim cương mà mua. Đấy, cứ tưởng giảm phải giảm săn sale bí ẩn, phải sale được 50% vào. Đấy, phải sale 90% vào thì mới phải săn sale giảm giá hiệu xong nâng cấp được có một tí tẹo. Ok, và chia tay server Việt Nam, mình sẽ ghé qua server nước ngoài. Đấy, muốn biết cái gọi là săn sale nhá. Sang đây mà học tập. Đấy, bên này họ đang có sự kiện Gather the Light, tức là tập hợp ánh sáng, đấy, tập trung ánh sáng. Và sự kiện này là cái sự kiện Tết của người Ấn Độ. Đấy, bên này em biết tặng cái gì không ạ? Tặng 4 skin. Đấy, free súng nâng cấp. À quên nhầm, súng huyền thoại. Đấy, tặng 4 skin súng nâng cấp thì không phải chết, sập game. Đấy, bên này năm nay cái sự kiện live của họ rất là choáng luôn. Đây là sự kiện Tết của họ thì năm nay họ tung ra một cái sự kiện. Đấy, bên này thì nạp thẻ nhận được cái dâu này, linh hồn giáo chủ kiểu này. Nạp 1 kim cương nhận được bộ đồ ông chú dạy thể dục này, thầy thể dục gì đấy. Đấy, nhưng mà nói chung là này, mấy cái sự kiện bên này nó mới gọi là sum xuê. Thì bên này nó có một sự kiện tên là Gather the Light, tức là sự kiện này chúng ta sẽ đi thu thập các huy hiệu ánh sáng bằng cách đăng nhập một lần này, chơi sinh tồn thì được 3 huy hiệu này, hạ gục đối phương bằng cách hết choạt thì được 3 huy hiệu này, chạy 2000m được 3 huy hiệu này, chơi 20 phút tử chiến được 3 huy hiệu này, chơi 20 phút tử chiến tức là phải chơi 3 trận ạ. Đấy, gây 1000 sát thương tử chiến được 3 huy hiệu này, fail. Đây là nhiệm vụ cá nhân nha, nhiệm vụ đồng đội thì chúng có thể mời thêm những thằng đồng đội vào để làm cùng để nhận 8 huy hiệu này. Đấy, phê thật sự, nhưng mà cái phê nhất của nó là cái quà nó mới gọi là căng. Đấy, tôi bên này tôi lại chả có bạn bè nào để mời chơi ạ. Bên server Ấn Độ nó hơi lạc. Đấy, bên server Ấn Độ nó hơi lag đấy. Chọn 104 skin. Đấy, kia là khẩu AWM phong thần này, khẩu M1014 tuyệt diệt này. Đấy, khẩu X18 nhà thơ này, mấy là khẩu Vector bất bại này. Đấy, tôi có thể tôi nhầm một tí. Ôi, đồ nó sum xuê luôn. Đấy, đồ nó gọi là xuê sum luôn. Ở cái mục thứ hai là chọn 1 trong 4 con pet, con panda, con thỏ, con cá mập, con Otero này. Đấy, rồi chọn 1 trong 4 trang phục này. Ui xôi, 4 trang phục nữ này, chọn 1 trong 4 cái hành động này. Rồi cái hành động chống đẩy ở trước phát free toàn cầu bây giờ cũng lại cho lại à? Mình cả dán làm ăn ấy. Đấy, nói chung là quà bên này ngon anh em ạ. Nhìn quà bên này phê không? Phê đen đét luôn. Và phê đét đè luôn. Đấy, thì cái sự kiện bên này đổi 4 skin súng free tùy chọn.
phê thật sự ạ. Và xuống điện thoại nhá. Đây, đấy, ngày 1 này xong rồi còn gì nữa ạ. Đấy, sự kiện nó là ngày 14 thì nhận được bộ đồ hiệp sĩ hổ này. Ngày 14 nó lại có nhận 100 mảnh ma thuật này, sau lại nhận được thêm một hộp ma thuật nữa. Từ bên này họ sẽ cho free 2 hộp ma thuật. Ừ, nhưng mà làm sao bằng cái server Việt Nam đợt trước cho free 5-6 hộp ma thuật. Bọn này không ăn thua. Đấy, bọn này được cái ngon có skin súng thôi. Ngon có skin súng thôi. Nhưng mà cá nhân tôi đánh giá là mấy sự kiện bên server Việt Nam nó vẫn gây độ giòn hơn. Còn nếu mà anh em vẫn cảm thấy chưa giòn thì ngày hôm nay Reality Store có một cái khuyến mãi cực giòn. Đó chính là giảm giá tới 50% các mẫu tai nghe như RP12X6KT02. Trong đó thì T33X15 có giá cực rẻ để cho anh em có thể mang về nghe nhạc, chơi game hết nước chấm luôn. Găng tay sò lạnh DL05, FL05, mà chưa kể là mua DL05, FL05 rồi tặng bộ găng tay nhá. Đấy, đường link Shopee Reaki Store HN, Reaki Store HCM nha anh em. Trên Shopee, hôm nay chỉ sale Shopee, mua ở chỗ khác không được sale ấy kêu. Đấy, ok, trở lại cuộc chơi. Ok con dê. Đấy, thì nói thêm một chút về cái server Ấn Độ này. Cái server này nó cũng hơi buồn cười một tí. Là cái server này ấy, thì nó sẽ có một cái vụ là cái số lượng người chơi server này nó trồi sụt rất là nhiều. Đấy, cái trồi sụt nó rất là nhiều. Nó kiểu có kiểu tếu tếu ấy. Đấy, nó có một số những cái kiểu lúc ấy thì cực kỳ đông người chơi. Lúc thì anh em gọi là một phát gọi là ok ngay. Một phát gọi là tìm một trận ngay. Có lúc tôi tìm trận 3-4 tiếng, 3-4 phút chả tìm được trận. Đấy, thế nó vừa buồn cười. Bên này thì game thủ đánh giá là bắn cũng A đuổi. Đấy, bắn khá A đuổi. Nhưng bảo sao bọn này không bao giờ vô địch thế giới được. À đấy, mà tất nhiên là chúng ta không phải đến đây để bàn về chuyện server Ấn Độ, mà chúng ta sẽ tháng này khả năng là 99,96% là sẽ có đó là shop huyền bí. Tại vì sao? Tại vì sáng nay ấy, khi mà tôi có xem một cái video về leak về cái trang Buya, ngày Buya ấy, thì hóa ra là nó có cái Tienda Misteriosa. Đây, tôi cho anh em xem cái ảnh đấy. Đây, anh em nhìn nha, Premios thì cái này là đăng nhập nhận quà này. Chen cộng thì nó là cái bộ tính năng mà trưa nay tôi có review cho anh em ở trong cái video tôi đăng vào lúc trưa, lúc 2 giờ chiều nay. Ruleta Energetica thì cái này nó là cái vòng quay để mà chúng ta có thể lấy được mấy cái bộ đồ potential, mấy cái bộ đồ trong cái hệ thống Chen cộng. Và cuối cùng thì nó sẽ có cái bộ hai cái bộ đồ màu xanh lam, thì nó sẽ nằm ở trong đó là shop huyền bí. Tại vì đây chúng ta nhìn thấy có chữ Tienda Misteriosa, thì Tienda là cái tiếng Tây Ban Nha, nó tiếng Bồ Đào Nha, nó là shop ấy. Đấy, còn Misteriosa thì nó giống tiếng Anh có cái từ mystery ấy, thì nó là huyền bí. Đấy, tức là tháng này chúng ta sẽ có shop huyền bí nhá anh em nhá. Sáng tháng này sẽ có shop huyền bí, anh em cứ yên tâm. Đấy. Nhưng mà cái điều quan trọng là không phải là vấn đề không phải là shop huyền bí, mà cái quan trọng là shop huyền bí có thẻ vô cực giảm giá hay không. Thì khả năng rất cao là tháng này thẻ vô cực không có. Đấy, tôi nói tôi cũng phải chia sẻ thật với anh em như thế. Đấy, tháng này khả năng là không có thẻ vô cực trong shop huyền bí, tại vì thẻ vô cực tháng này quá ngon. Đấy, thẻ vô cực ninja nhẫn thuật tháng này quá ngon, nào là skin súng này, xong rồi skin xiếng này, à quên nhầm, sau skin súng có chỉ số này, xong rồi đồ đẹp này nọ kia này. Đấy, thế là tháng này khả năng là shop huyền bí không có thẻ vô cực đâu. Nên anh em nào mà nếu mà cũng có thể, nó vẫn sẽ có thẻ vô cực, cái đấy tôi cũng chưa biết được. Chưa biết được nha anh em nha, chỉ biết là sẽ có shop huyền bí, còn gọi là có thẻ vô cực hay có cái gì hay không thì anh em phải chờ. Đấy, anh em phải chờ bên NASA mới biết được. Còn shop huyền bí sẽ ra vào ngày nào thì nó sẽ ra vào đâu đó khoảng ngày 21-22 tháng 10. Đấy, 21-22 tháng 10 gì đấy, chứ cũng không phải ra sớm đâu, không phải là mai kia ra luôn đâu. Đấy, anh em cứ phải chú ý về vụ đấy. Rồi tôi thịt nốt mấy thằng này đã. Nói chung là cái đợt này thì bên Anna Free Fire họ cũng ra khá nhiều khuyến mãi ấy. Và tôi phải nói với anh em là đợt này giảm giá rồi free các thứ khá nhiều. Thì trước nay tôi cũng làm video mà tổng kết về những cái quà bên Anna Free Fire sẽ phát ở trong cái chuỗi sự kiện Chen cộng này, thì bắn cậu này, Skadele hủy diệt anh em ạ. Và mình bắn lại hủy diệt nó phết đấy. À, thì trước đây tôi đã có hé lộ về cái đấy rồi, anh em có thể xem lại toàn bộ trong cái video đấy. Tại vì căn bản là cái video đấy nó có tôi đưa vào cái hệ thống trend cộng ấy, thì nó cũng khá là dễ hiểu đấy, khá là dễ hiểu. ok và một pha đẩy lên đến vị trí của Riaki, streamer gà nhất Việt Nam. Nhiều thằng gà hơn tôi anh em ạ. Nhiều thằng nó gà hơn tôi.
Đấy, nhiều thằng nó gà tôi. Ui dồi, đâu rồi? À, thao loanh quanh ấy, bắn nó bay người nào. Bắn nó bay người, đâu rồi? Núp đâu ấy nhỉ? Và núp đâu ấy nhỉ? Núp đâu rồi nhỉ? Và bay đầu. Ui dồi, han giờ tạ, chết rồi. Han giờ tạ, chết rồi. Và bạn yếu ấy nhỉ? Bạn đuối thật đấy. Và bạn đuối như con cà chuối. Và bạn đuối như con cà chuối luôn. Ôi, thảo loanh quanh thì có bắn bay người nào. Bắn nó bay người. À, bắn cho nó gọi là bay người. Đấy, đâu ạ. Một phát ném lựu rồi. Chạy đây. Chạy đây. Úi giời, nhìn thấy lựu cậu sợ này. Vâng, lại bay cái đầu. Ui, khổ thân. Đấy, đạn ra lại vào đầu anh em ạ. Còn ông nào nữa nhỉ? Con nào nữa ra tôi cho xin nhẹ nốt cái đầu ạ. Và con nào nữa ra xin nhẹ nốt cái đầu ạ. Và ui dồi ôi, tầm mày phần mềm 145k gọi anh cô. Đây rồi, xin nhẹ cái đầu. Ui dồi. Đấy, này thì hồi máu này. Ui dồi, thằng đồng đội mình cục thế nhỉ. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ri, đừng quên để lại để mình một like, một subscribe để đẹp trai và được xinh gái nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.